Quần đảo Cook là một trong số ít những nơi trên thế giới chưa xuất hiện ca mắc COVID-19. Trong khi đó, New Zealand đã ngăn chặn được dịch COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng. Đến nay, quốc gia 5 triệu dân này chỉ ghi nhận 25 ca tử vong trong số hơn 2.600 ca mắc COVID-19. Từ tháng 1 năm ngoái, người dân đã có thể đi từ quần đảo Cook tới New Zealand một chiều mà không cần cách ly. Tháng trước, New Zealand và Australia cũng đã bắt đầu tiến hành thử nghiệm bong bóng du lịch tương tự.